chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, giờ là lúc mà chúng ta hãy bỏ công việc, sự bận rộn sang một bên và hãy thật sự thư thái để những vòng quay của chúng tôi cuốn quý vị vào những điều bất ngờ. Chúng ta hãy cùng khám phá những thông tin thú vị và hãy cùng với chúng tôi bắt đầu chiếc đón kỳ diệu. Xin mời chào mừng. Ngay sau đây sẽ là vòng đoán nhanh thứ nhất của chương trình. Người chơi nào trả lời chính xác vòng đoán nhanh này sẽ có được 500.000 đồng. Và thưa quý vị, ô chữ ở vòng chơi đầu tiên gồm có 32 chữ cái. Xin mời. Đây là câu thành ngữ. Chữ cái đầu tiên đó là chữ Á. Đây là câu thành ngữ. Đây là câu thành ngữ. Anh Long, ăn một mình đau tức là một mình tủi thân. Hoàn toàn chính xác. Ăn một mình đau tức là một mình tủi thân. Đó đáp án của tôi. Xin chúc mừng anh Long, anh đã giải được ô chữ đầu tiên và anh vừa có 500 điểm. Và anh Long sẽ giới thiệu về mình, xin mời anh. Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Đào Hoàng Long, đến từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình. Hôm nay tôi đến chương trình có một chút quà quê hương tặng hai bạn chơi và anh Thanh Tùng và cô Hồng Nhung. Ồ, ngay khi chương trình mới bắt đầu thôi đã quà rồi. Dạ. Xin cảm ơn anh ạ. Đây là một cái quê hương. Dạ, cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn anh Long rất nhiều. Và tiếp theo chúng tôi xin mời bạn Vân. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Nguyễn Hạnh Vân, là giảng viên bộ môn Hán Nôm tại khoa Ngữ văn trường Đại học Tây Bắc. Hôm nay tôi đến với chương trình, tôi có một mang đặc sản Tây Bắc đến để dành tặng cho anh Danh Tùng, chị Hồng Nhung và hai cô chú cùng chơi ạ. Mong quý vị khán giả cổ vũ cho cả ba người chơi chúng tôi. Ồ, lại đến nhận quà tiếp. Xin cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tiếp theo chúng tôi xin được quý vị. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay đến với chương trình tôi thật sự là rất là bồi hồi xúc động. Được lúc nhận được tin là được thi chiếc nón kỳ diệu là tôi thao thức không ngủ được. Xin trân trọng gửi lời chào chúc chương trình chiếc nón với bao bạn bè. Chúc vui khỏe, chúc thành công, chúc cho chiếc nón không ngừng vòng quay. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn. Và thưa quý vị, như vậy là trong ít phút vừa rồi chúng ta đã vừa được làm quen với cả ba người chơi. Chúng tôi xin chúc ba người chơi sẽ thật may mắn và nắm bắt được cơ hội trong chương trình ngày hôm nay để khi tạm biệt chúng tôi ra về thì ai cũng có tiền thưởng cả. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng đoán nhanh thứ hai và người chơi trả lời chính xác ô chữ của chúng tôi sẽ có được 1.000 điểm. Ô chữ trong vòng đoán nhanh thứ hai gồm có 28 chữ cái. Xin mời. Đây là câu thành ngữ. Chữ cái đầu tiên, chữ N. Đây là câu thành ngữ. Đây là câu thành ngữ. Tất cả các chữ cái đều mở hết rồi. Xin mời bạn Vân. Em sẽ trả lời là nhân hậu tại mạo, trắng gạo ngon cơm ạ. Xin chúc mừng bạn. Nhân hậu tại mạo, trắng gạo ngon cơm. Xin chúc mừng bạn Vân. Và như vậy là bạn đã vừa có được 1.000 điểm. Và bạn Vân chính là người chơi sẽ có những lượt quay đầu tiên trong vòng chương trình thứ nhất của chúng tôi. Bạn Vân là bạn học ở Hà Nội, quê hương của bạn ở Hòa Bình. Và vâng, bạn lên Sơn La để làm việc. Vâng. Vì sao thì bạn lại có cái sự di chuyển thế này? Bởi vì là khi em tốt nghiệp thì em có một cái duyên rất là lớn đối với Tây Bắc ạ. Anh đến với Tây Bắc, anh có thể đến thăm chợ Tình Mộc Châu, nhà tù Sơn La, hay là có thể đến tham quan trường Tây Bắc của em ạ. Sắp kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Tây Bắc thì em lại được đứng ở trên sân khấu này để nói về cái ngôi trường em đang làm ạ. Và như vậy là từ Tây Bắc đúng không ạ? Bạn đăng ký trường đón kỳ diệu và bạn đã có cơ hội tham gia. Vâng. Đây là lần đầu tiên bạn tham gia trường đón kỳ diệu nhưng mà lại thực ra là đã chơi nhiều lần rồi, như thế nào? Hồi bé ạ, em với lại các em của em thì thường hay vẽ những cái hình tròn ở trên đất và ghi các điểm số.
Và dĩ nhiên là trò chơi trẻ con thì sẽ không có là mất điểm với lại mất lượt ạ. Nên là chúng em tham gia thì ai là người đoán đúng ô chữ thì sẽ là người đa phần là được giải thưởng hết ạ. Vâng, và lúc chơi đấy thì tại vì em là người lớn nhất nên là em đa phần thì em cũng được khoảng 2/3 giải thưởng đấy ạ. Tức là em đã chơi rất nhiều lần trò chơi hồi bé rồi ạ. Nhưng mà đó là những trò chơi mà không có ô mất điểm mất lượt. Và hôm nay khi bạn trở thành người chơi của chúng tôi thì bạn sẽ có cảm giác trải qua những cái lúc hồi hộp đến với ô mất điểm mất lượt. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều này xem thế nào nhé, bởi vì là chưa khởi động vòng quay đầu tiên mà. Vâng. Chúc bạn sẽ may mắn. Và ngay sau đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng với 3 người chơi đến với vòng chơi chính thứ nhất. Dầu vàng thọ tươi gan, không chất tạo màu, không chất bảo quản, giàu vitamin E tự nhiên, giữ trọn vẹn hương vị món ăn. Vàng thọ tươi gan, ấm áp hạnh phúc gia đình. Ô chữ của chúng tôi gồm 7 chữ cái. Xin mời. Đây là khu du lịch sinh thái, hiện đã được phát hiện và đánh giá là một trong những xuyên thủy động đẹp nhất hiện nay. Xin mời bạn Vân. Điểm. Em xin đoán chữ A. Có một chữ A. Bảy chữ điểm. Tôi xin đoán chữ N. Có một chữ N. Tôi xin đoán chữ G. Có một chữ G. Rất tuyệt vời, bạn đã đến được với ô phần thưởng của chúng tôi. Đầu tiên là một bản đồ Hà Nội trị giá 10.000 đồng. Và tiếp theo phần thưởng là 1 kg cốm khô đặc sản của Hà Nội trị giá 250.000 đồng. Và món quà thứ ba trị giá lên tới 700.000 đồng. Là một tour du lịch Hà Nội. Bạn thích món quà nào? Tôi là người rất là yêu Hà Nội, phù hợp với sở thích của mình là thích đi du lịch. Chúc bạn sẽ bắt được món quà mà bạn yêu thích. Phần thưởng là một tour du lịch Hà Nội trị giá 700.000 đồng. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là may mắn đã mỉm cười với bạn Vân. Bạn đã chắc chắn có một tour du lịch tham quan Hà Nội 700.000 đồng rồi. Chúc bạn sẽ có một chuyến du lịch thật thú vị khi đến với những địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vòng quay. Xin mời bạn. Xin chúc mừng. Tôi xin đoán chữ ơ. Không có chữ ơ. Lượt chơi đến với cô Dung, xin mời cô. Bảy chữ điểm. Tôi xin đoán chữ H. Có một chữ H. Xin bạn đoán chữ S gì? Không có chữ S gì. Xin mời anh Long ạ. Một nghìn điểm. Xin đoán chữ T. Có một chữ T. Nhân đôi. Tôi xin đoán chữ ớ. Không có chữ ớ. Xin mời bạn Vân. Vâng.
300 điểm. Tôi xin đoán chữ Y ngắn. Không có chữ Y ngắn. Cô Dung ạ, cô sẽ quay tiếp. Một nghìn điểm. Tôi xin đoán chữ B. Có một chữ B. Còn lại một chữ cái nữa thôi, cô sẽ giải ở chữ này luôn hay là chúng ta sẽ quay tiếp ạ? Hiện nay cô Dung đang có là 1.700 điểm. Cô giải ở chữ này luôn. Vâng, xin mời cô. Hang bút. Hang bút. Rất đáng tiếc, không chính xác. Và xin mời anh Long, anh sẽ quay tiếp. Tôi xin đoán chữ ô. Không có chữ ô. Như vậy là Cánh Long và bạn Vân đều đang có hai lượt trả lời liên tiếp không chính xác. Xin mời bạn Vân. Năm trăm điểm. Tôi xin đoán chữ o. Chữ o. Không có chữ O. Và như vậy là bạn Vân sẽ không còn quyền để giải ô chữ này. Cơ hội quay trở lại với anh Long. Ô được thưởng với chữ anh Long. Còn lại hai món quà đó chính là một cân cốm khô đặc sản của Hà Nội và một bản đồ ở Hà Nội. Xin mời anh sẽ lựa chọn một trong hai món quà này. Đó là gì ạ? Bản đồ Hà Nội. Chúc mừng anh Long. Vâng, giờ anh sẽ quay tiếp để chúng ta đoán ô chữ cái cuối cùng. Bảy trăm điểm. Tôi xin đoán chữ Á. Chữ Á không có trong ô chữ này. Và như vậy là cả ba người chơi của chúng ta đã không còn cơ hội giải ô chữ nữa rồi. Chỉ còn lại một chữ cái nữa thôi. Và chúng ta sẽ cùng chờ quý vị khán giả xem họ giải ô chữ này là gì nhé. Xin mời một quý vị khán giả. Xin mời bạn. Tôi xin đoán chữ này là hang bụt. Hoàn toàn chính xác. Hang bụt là đáp án của chữ ô chữ này. Xin mời bạn sẽ giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Anh Tú. Tôi hiện đang công tác tại Sài Gòn và lần này ra đây cổ vũ cho anh Long ạ. Và xin chúc mừng bạn Tú, bạn đã giải được ô chữ ở vòng chương trình thứ nhất này. Và chúng tôi có một phần quà để tặng bạn. Tọa lạc giữa lòng núi Tướng, cách thành phố Ninh Bình 18 cây số, trong khu rừng đặc dụng Hoa Lư thuộc thôn Đồng Tâm, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Hang Bụt hiện dài gần 500 mét. Lòng hang rất rộng và có nhiều nhũ đá với hình thù kỳ lạ. Nằm chính giữa hang là một tấm nhũ đá cao 1,5 mét, rộng 2 mét, có hình thù giống như một ông bụt hiện ra trong một không gian huyền ảo lung linh. Cho một tương lai tươi sáng, giới thiệu Nankit 4, một đột phá khoa học từ Nestle Thụy Sĩ với lợi khuẩn Bifidus BL cùng các dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường sức đề kháng. Nankit 4, bảo vệ khỏe mạnh, bừng sáng tương lai. Oxy Deep Wax, sức mạnh vượt trội mới. Than đen siêu nhỏ, sạch bay bẩn. Tàu biển, da cực nắng. Than tút sáng, tút siêu sáng. Chuẩn đẹp trai phải thế. Oxy. Thưa quý vị, như vậy là ô chữ của chúng ta ở vòng chương trình thứ nhất đã không được giải bởi ba người chơi. Điều đó đồng nghĩa với việc là ở vòng này không có ai thắng cả. Xin chúc cả ba người chơi sẽ may mắn ở những cơ hội tiếp theo. Và ngay sau đây sẽ là vòng chương trình thứ hai trong Trước Đón Kỳ Diệu. Đây là hai ô bí mật, trong đó có một ô 3 triệu đồng, ô còn lại là ô mất điểm. Tôi sẽ đặt hai ô bí mật này lên hai vị trí của chiếc nón. Và như vậy là vòng quay đã sẵn sàng. Cô Dung, chúng ta người chơi sẽ có những lượt quay đầu tiên ở vòng chương trình thứ hai.
Trước khi mà cô tham gia chương trình thì chúng tôi thấy là cô có chia sẻ đêm qua cô mất ngủ vì hồi hộp quá đúng không ạ? Đúng. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn còn hơi hồi hộp. Cho cảm nhận là cô Dung vẫn hơi run một chút đúng không ạ? Cô Dung. Cô cứ bình tĩnh. Chúc cô tự tin ạ. Bởi vì chúng ta sẽ còn rất nhiều các lần quay và phải thật sự tỉnh táo để đoán được cái ô chữ của chương trình. Cô Dung có chia sẻ với chúng tôi là thời gian rảnh rỗi thì cô vẫn thường lên Facebook để tâm sự này rồi giao lưu trò chuyện với bạn bè. Ở lứa tuổi này mà cho thấy cô vẫn có thể yêu công nghệ như vậy là khá hiếm đấy. Cô không biết là cô lập Facebook lâu chưa cô? Cô lập Facebook được hơn một năm rồi. Mà cô là vào chậm vì nhóm của cô là cô học trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Vâng. Mà thành viên của nhóm cô là lên 108 bạn, toàn là cùng khóa với chúng cô. Ồ, thế là hàng ngày bọn chúng tôi là giao lưu ở trên Facebook, rồi là tổ chức những buổi liên hoan du lịch, đi du lịch. Gọi chung là offline đi đúng không ạ? Không hiểu là với lứa tuổi của cô Dung thì cô sử dụng Facebook như thế nào hay là các trang mạng xã hội như thế nào, nhưng mà tôi thấy là có nhiều bạn trẻ trước khi đi ngủ là cũng phải Facebook. Sau đó sáng mở mắt ra chưa làm gì cả, mắt vẫn còn đang nhắm lại thì đã sờ điện thoại lại vào Facebook để xem là ảnh có bao nhiêu like này, rồi là xem có ai comment gì không. Cô thì chỉ lên một ngày 3 lần như ban ngày thôi. Vâng. Cứ một ngày lướt được 3 lần xem các bạn đi chơi đâu, nên thì để mình cũng được ngắm cái cảnh, ví dụ các bạn đi đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, vâng, Quảng Nam gì đấy, thế hay là vừa đi hồ núi Cốc chúng tôi, vâng, đi. Thế rồi các bạn đi nước ngoài, đi du lịch nước nào thì chúng tôi lại có hình ảnh của cái nước đấy. Vâng, đó là coi như chúng tôi chia sẻ qua màn, coi như qua màn ảnh nhỏ. Vâng, rất là tiện. Và đôi khi là chúng ta không phải nhấc điện thoại lên gọi xem là bạn bè của chúng ta đang như thế nào rồi, đang ở đâu. Và qua Facebook thì chúng ta có thể hàng ngày, hàng giờ theo dõi họ. Thế không hiểu là từ khi đến với trường quay của Chuyên Đón Kỳ Diệu thì cô đã đưa cái ảnh nào lên Facebook chưa? Cô đưa nhiều lắm. Từ nãy giờ rồi ạ? Cô check in là tại trường quay luôn đúng không? À không, từ lúc chơi này cô chưa. À thế ạ, thế chắc chắn là lát nữa thì cô nhớ là cháu này rồi là cô Anh Long rồi là bạn Vân nữa, chúng ta sẽ phải làm một kiểu ảnh để đưa lên mạng xã hội để bạn bè cô biết là ô. Các bạn cô đã mang iPad đi thì hôm nay là chụp để đưa lên Facebook luôn. Bây giờ các bạn ngồi dưới kia là có lên Facebook rồi đấy. Coi như là ngay lại chỗ. Vâng. Không khác gì chuyển động 24 giờ. Cập nhật tin nóng đấy đúng không? Tin nóng luôn, đưa ngay luôn. Xin cảm ơn cô Dung rất nhiều. Xin chúc cô Dung và hai người chơi chúng ta sẽ tiếp tục thành công trong việc khám phá ô chữ của chúng tôi, không giống như là vòng chơi chính thứ nhất đúng không ạ? Và sau đây sẽ là vòng chơi chính thứ hai của chương trình. Ô chữ của chúng tôi ở vòng chơi này gồm có 10 chữ cái. Xin mời. Đây là loài động vật quý hiếm ở Australia. Xin mời cô Dung. Tôi xin đoán chữ ớ. Có một chữ ớ. Ba công điểm. Tôi xin đoán chữ u. Có hai chữ u. Một nghìn điểm. Tôi xin đoán chữ M. Có một chữ M. Tôi đoán chữ G. Có chữ G. Có hai ô bí mật ạ. Một ô là ô mất điểm. Ô còn lại là ô 3 triệu đồng. Tôi xin khám phá ô bí mật. Và cô quyết định là sẽ khám phá ô bí mật này đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì đang ẩn chứa sau ô bí mật này. Ô này là ô mất điểm. Ô 3 triệu đồng là ô này ạ. Và như vậy là số điểm mà cô Dung đang có là 1.900 điểm. Bây giờ sẽ mất hết rồi. Và lượt chơi cũng sẽ nhường đến cho người bên cạnh cô, đó chính là anh Long ạ. Và chữ G, có một chữ G. Tôi
Xin mời anh Long. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ C. Không có chữ C. Để chơi đến với bạn Vân. Xin mời bạn Vân. Thêm lượt. Tôi xin đoán chữ N. Không có chữ N. Và lượt chơi đã quay trở lại với cô Dung ạ. Xin mời cô. Một trăm điểm. Tôi xin đoán chữ Y ngắn. Có một chữ Y ngắn. Ô số 9. Xin mời chị Hồng Nhung ạ. Ô số 9 đó là chữ Ơ ạ. Một trăm điểm. Tôi xin đoán chữ H. Có một chữ H. Chữ T có hai chữ T. Và cô Dung đã lấy lại phong độ rồi. Cô đang tạm thời có là 4.200 điểm. Điều quan trọng là cô phải giải đúng ô chữ này cơ. Gấu túi thơm. Hoàn toàn chính xác. Gấu túi thơm. Gấu túi thơm là loại động vật có vú túi, sống trên kênh Nguyên Thủy, là loài động vật quý hiếm ở Australia. Gấu túi thơm rất hiền, thân mật, trông giống như gấu con, có đôi tai lớn, mũi tẹt, không đuôi, khoác bộ lông ngắn, rậm màu nâu xám. Xin chúc mừng cô Dung và cô đã trở thành người chiến thắng ở vòng chương trình thứ hai này với số điểm là 4.200 điểm. Xin chúc mừng cô. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng chương trình thứ ba của Trước Đón Kỳ Diệu. Con ơi, thế giới bên ngoài đâu luôn êm ái, nhưng mẹ yên tâm vì con đang được trời che trong bụng. Nên mẹ chắc chắn mọi thứ chạm vào da con lần đầu cũng sẽ bảo vệ dịu êm như thế khi con chào đời. Chuẩn bị đón bé cùng dòng tã sơ sinh Huggies mới. Với 4 tầng thấm hút siêu mỏng, bảo vệ làn da non nớt khỏi chất thải hàng ngày. Để mỗi lần chạm sẽ thật dịu êm, mẹ hứa. Dòng tã sơ sinh Huggies mới, bảo vệ da bé từ những lần chạm đầu tiên. Tôi đang đứng cạnh 4 hộp quà với những màu sắc khác nhau. Trong đó thì có 2 hộp sẽ là phần thưởng tiền mặt, tổng trị giá có thể lên tới 10 triệu đồng. Và 2 hộp quà còn lại, đó là những món quà mang tính chất kỷ niệm. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng với những người chơi, nếu như họ đồng ý khám phá thì chúng ta sẽ khám phá từng hộp quà một. Còn bây giờ tôi sẽ quay trở lại vị trí của mình để bắt đầu phần chương trình thứ hai. Hiện nay thì cô Dung đang tạm thời dẫn đầu với 4.200 điểm. Anh Long đang có là 500 điểm, còn bạn Vân là 1.000 điểm. Ở vòng chơi này anh Long sẽ là người mở đầu ạ, có những vòng quay đầu tiên. Anh Long có chia sẻ với chúng tôi, anh là người rất nóng tính nhưng mà rất mau quên. Đúng rồi đấy ạ. Vâng. Tại vì là khi có một cái sự việc gì xảy ra, tôi có thể nóng lên nhưng sau đó là quên hết. Thế bây giờ có đang nóng không ạ? Bây giờ nói chung là bị ánh đèn nóng thôi. Thích nghe nhạc không lời về đêm. À, cái này tôi phải hỏi anh Long này. Có những người thích nghe nhạc không lời về đêm bởi vì họ cảm thấy là khi nghe nhạc họ dễ ngủ. Nhưng mà cũng có những người thì trong một cái không gian có một mình nghe nhạc không lời thì họ lại suy ngẫm lại những cái điều đã qua. Anh thuộc trường hợp nào? Tôi ở trong cái trường hợp là ban ngày làm việc bận rộn, ban đêm thư giãn để cho đầu óc thoải mái, sáng mai lại tiếp tục công việc tốt hơn. Vâng, tức là cho dễ ngủ ấy ạ. Cho dễ ngủ đấy. Vâng, và cũng để đôi khi là chúng ta ném bỏ đi tất cả những cái nóng nảy hay là bực tức, đúng không ạ? Để chìm vào giấc ngủ thật ngon. Chính xác. Yêu thích
chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Anh thì là khác một số người tôi biết, bởi vì có những người là rất thích chương trình nhưng mà không dám tham gia chơi. Còn anh thì thích nhưng mà lại thích cả chơi nữa. Bản thân ngày xưa mình cũng là vận động viên. Vâng. Cũng đi thi đấu nhiều. Nhưng mà cái thi đấu nó ở ngoài sân nó khác với lại trên này. Mình muốn trải nghiệm xem là đứng trước khán giả mọi người thân thiện hơn. Tại vì trong thi đấu thì có đối thủ, có đồng đội, nhưng đây là toàn mà anh em, bạn bè và khán giả thân thiện. Mình muốn xem cái trải nghiệm đấy nó như thế nào. Khi mà anh đứng cạnh bạn Vân với cả cô Dung thì anh coi hai người chơi còn lại này là đối thủ hay là đồng đội? Ở nhà thì mình cứ nghĩ là ước gì mình được đứng giữa. Thì đúng hôm nay là làm sao để bắt thăm đúng. Bắt thăm đúng luôn, là chung một anh trước tiên. Cho nên là đứng bên cạnh chị và cô giáo thì cảm giác mình được vững tin hơn. Tại vì là hai người phụ nữ thì các cụ thường nói là một nửa của đàn ông. Nhưng đây mình có hai rồi, nên đâm ra là chắc là mình phải tốt lắm. Vâng, là hai thế hệ khác nhau nữa đúng không ạ? Vâng. Một bên truyền niềm tin, một bên truyền sức trẻ. Nên chính là anh sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Tự tin. Vậy để chúc anh là với cái sự tự tin đó của mình thì sẽ có được những mức điểm và khám phá được ô chữ tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng chơi chính thứ ba thưa quý vị. Ô chữ của chúng tôi có 17 chữ cái. Xin mời. Đây là vai trò của kẽm đối với khả năng đề kháng với sức khỏe của con người. Xin mời anh Long. Nhân đôi. Tôi xin đoán chữ H. Có một chữ H. Và bây giờ anh đang có cơ hội để khám phá một trong bốn hộp quà phía dưới kia của chúng tôi. Đổi hay không đổi? Không biết được ở trong cái vai trò của kẽm đối với sức khỏe như thế nào. Vâng. Bởi muốn hồi hộp một chút. Vâng, tôi xin đổi. Tức là anh muốn trải nghiệm một cảm giác khác của chương trình đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, xin mời anh. Anh đang đứng rất gần bốn hộp quà rồi. Và bây giờ anh sẽ cho tôi biết là anh lựa chọn hộp màu nào. Thực ra là màu yêu thích của tôi là màu đen và màu trắng. Ở đây có màu trắng. Vâng, trong chương trình thì không nói là không bảo đen. Tôi xin chọn màu trắng. Màu yêu thích đấy. Vâng, yêu thích và mang lại may mắn cho anh đúng không ạ? Vâng. Tôi sẽ mang món quà này về đặt cạnh anh Long một lát để chúng ta sẽ cùng mở ra và xem có gì bên trong. Và bạn Vân sẽ là người quay tiếp theo, xin mời bạn. Ô may mắn. Tôi mới là ô số 1 ạ. Xin mời chị Hồng Nhung. Đó chính là chữ T. Ba không điểm. Tôi xin đoán chữ A. Không có chữ A. Lượt chơi đến với cô Dung, xin mời cô. Rất đáng tiếc là cô chia đôi nhưng mà không sao cả bởi vì cô vẫn chưa có điểm. Cô xin đoán chữ Á. Có một chữ Á. Cô có tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi không ạ? Đổi hay không đổi ạ? Không đổi. Nhưng mà chương trình xin lưu ý cô là nếu như mà cô quyết định không tham gia phần chơi này thì cô sẽ phải quay cho đến những ô chữ cái cuối cùng. Tức là chúng ta sẽ không được đoán tắt và đoán nhanh nữa đâu. Nhất trí. Cô quyết tâm là sẽ tham gia chơi và đồng hành cùng bạn Vân. Xin mời cô sẽ quay tiếp. Tôi xin đoán chữ G. Có hai chữ G. Một nghìn điểm. Tôi xin đoán chữ N. Có ba chữ N.
Tôi xin đoán chữ ư. Có một chữ ư. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ ơ. Có một chữ ơ. Một trăm điểm. Tôi xin đoán chữ L. Chữ L. Rất đáng tiếc là không có chữ L. Xin mời bạn Vân. Bảy trăm điểm. Tôi xin đoán chữ C. Có hai chữ C. Một trăm điểm. Tôi xin đoán chữ ớ. Không có chữ ớ. Được chơi, quay trở lại với cô Dung, xin mời cô. Sáu trăm điểm. Tôi xin đoán chữ y ngắn. Có hai chữ y ngắn. Bảy trăm điểm. Tôi xin đoán chữ e. Có một chữ e. Tôi xin đoán chữ D. Có một chữ D. Còn lại một ô chữ cái cuối cùng. Cô Dung sẽ quay tiếp. Ba trăm điểm. Tôi xin đoán chữ M. Có một chữ M. Và bây giờ cô Dung sẽ giải chữ này của chúng tôi ạ. Tăng cường miễn dịch. Rất chính xác. Kẽm nổi tiếng với tác dụng tích cực đối với hệ miễn dịch. Kẽm giúp phát triển và duy trì hoạt động hiệu quả của hệ thống miễn dịch, cần thiết cho việc bảo vệ cơ thể trước bệnh tật, làm vết thương mau lành. Thiếu kẽm làm giảm miễn dịch của cơ thể nên dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng, ốm vặt. Phụ nữ cần có 8mg kẽm mỗi ngày, nam giới thì cần là 11mg kẽm mỗi ngày. Mọi người có thể tìm mua và sử dụng các thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng được bổ sung kẽm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng tập trung của mình vào anh Long. Bây giờ là giây phút hồi hộp cho anh đây. Còn lại 3 hộp, anh muốn tôi khám phá một trong 3 hộp kia trước không? Hay là thôi thì mở hộp trắng lên luôn. Tôi cứ cho hộp trước đi. Vâng. Mọi người vẫn thường nói là màu đỏ sẽ mang lại may mắn. Và tôi thử xem là màu đỏ ngày hôm nay có mang lại may mắn hay không. Đối với tôi thì đây là hộp đem lại may mắn cho tôi. Bởi vì Bim Bim là món ăn mà tôi rất thích. Anh Long có muốn hơi hộp tiếp không ạ? Vẫn muốn hơi hộp tiếp. Hộp xanh cạnh hộp đỏ nhá. Vâng. Còn đây là món quà mà anh Long thích. Tôi sẽ không mở hộp màu vàng này nữa mà chúng ta sẽ khám phá hộp màu trắng kia. Cơ hội bây giờ là 50-50. Đã yêu thích màu trắng rồi thì chung thủy màu trắng luôn, là không thay đổi. Màu trắng không thay đổi. Xin mời anh ạ. Tờ giấy rồi. Đây là một tờ giấy. Bao nhiêu tiền ạ? 2 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Và như vậy là qua 2 vòng đoán nhanh, 3 vòng chơi chính hiện nay thì mỗi người chơi của chúng ta đang có được những số điểm tương ứng với các số tiền thưởng như sau. Cô Dung dẫn đầu với số điểm cao, đó là 13.000
600 điểm, tương ứng với 13.600.000 đồng. Và chắc chắn rồi, cô Dung sẽ là người có mặt ở vòng chơi đặc biệt hôm nay. Xin chúc mừng cô ạ. Còn anh Long, mặc dù là chỉ có 500 điểm thôi, tương ứng với 500.000 đồng, nhưng mà anh đã vừa có thêm 2 triệu đồng. Anh Long sẽ tạm biệt chiếc nón kỳ diệu ra về với 2.500.000 đồng. Xin chúc mừng anh. Bạn Vân thì vẫn trung thủy với 1.000 điểm từ đầu đến giờ, và bạn sẽ ra về với 1 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn ba người chơi đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn cô Dung. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng chơi dành cho quý vị khán giả đã có mặt tại trường quay của chiếc nón kỳ diệu. Xin mời quý vị và các bạn đến với vòng chơi dành cho khán giả có mặt tại trường quay của chiếc nón kỳ diệu. Cái ô chữ của chúng tôi ngày hôm nay trong vòng chơi này gồm có 14 chiếc cái. Xin mời. Đây là chuyên mục trên truyền hình được khán giả quan tâm. Xin mời cô ạ. Tôi đoán ở chữ này là bản tin thời tiết. Hoàn toàn chính xác, đó chính là bản tin thời tiết. Bản tin thời tiết là một trong những chuyên mục rất được khán giả quan tâm, có cả ở hệ phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in. Với cô thì sao ạ? Cô thường theo dõi bản tin thời tiết ở đâu ạ? Trên TV. Trên VTV đúng không ạ? Và trên các kênh truyền hình khác nữa. Bây giờ thì cô sẽ giới thiệu về mình, xin mời cô. Tôi là Lương Minh Luyến, là cán bộ ngành y về hưu, là người trên Lạng Sơn xuống đây chơi. Vâng, và rất là tình cờ đến với trường quay tham gia chương trình kỳ diệu đúng không ạ? Và có hội giải ô chữ này. Xin chúc mừng cô. Và chương trình có một món quà nhỏ dành tặng cô ạ. Vâng. Xin cảm ơn cô. Tôi cảm ơn chương trình. Của sau 2 vòng đoán nhanh và 3 vòng chơi chính thì cô Huyền Dung đã rất xuất sắc, có được số điểm cao đó chính là 13.600 điểm và có mặt ở vòng chơi đặc biệt hôm nay. Ở đây chúng tôi có các mức tiền thưởng là 5 triệu đồng, 10 triệu đồng, 20 triệu đồng và 30 triệu đồng. Bây giờ thì cô Dung sẽ quay để tìm ra các mức giải thưởng trước hay là chúng ta sẽ đến với ô chữ trước ạ? Quay trước ạ. Vâng, xin mời cô. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ô chữ của chương trình. Ô chữ gồm có 12 chữ cái. Xin mời. Đây là một hoạt động văn hóa của đồng bào Tây Nguyên vào tháng 11 hàng năm. Cô Dung có quyền dự đoán trước 2 chữ cái. Đoán chữ M. Chữ C. Chữ M, có 2 chữ M. Chữ C, không có chữ C. 30 giây để cô Dung suy nghĩ, bắt đầu. Dung sẽ có 10 giây để đưa ra các phương án. Thời gian bắt đầu. Tôi xin đoán là ăn mừng cơm mới. Có một phút thời gian, cô có thể đưa ra các phương án khác. Như vậy là cô Dung đã đưa ra duy nhất một phương án là ăn mừng cơm mới. Ăn mừng cơm mới có phải đáp án của chúng tôi hay không? Chúng ta sẽ biết được sau khi đến với những thông tin thú vị của chương trình tuần sau, thưa quý vị. Tôi nghĩ là vào những giờ phút thế này có lẽ là mất điểm may mắn đấy. Ngày hôm nay hình như là anh Tiến với các bạn dự là giải thảm đỏ, gọi ngọc, ai đập đập, à,
Đài Pha Nui cho hồ nước đầy là mặt hướng soi. Lượt chơi sẽ quay trở lại với anh Tiến và bây giờ chỉ có một mình anh chơi đấy. Chúc mừng quý vị sẽ quay trở lại với chiếc bóng thực hiện tuần này và chúng ta sẽ cùng nhau ngay lập tức khám phá ô chữ ở vòng chơi đặc biệt. Ít phút trước thì cô Dung đã đưa ra phương án là ăn mừng cơm mới, số chữ cái chính xác. Tuy nhiên đây không phải là đáp án của chúng tôi. Và cơ hội sẽ dành đến cho một quý vị khán giả đang có mặt tại đây ạ. Xin mời bạn. Tôi xin đoán ô chữ này là lễ mừng lúa mới. Hoàn toàn chính xác, đó là lễ mừng lúa mới. Bạn hãy giới thiệu về mình ạ. Em tên là Lương Thị Huyền Trang. Tọa lạc giữa lòng núi Tướng, cách thành phố Ninh Bình 18 cây số, trong khu rừng đặc dụng Hoa Lư thuộc thôn Đồng Tâm, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Hang Bụt hiện dài gần 500 mét, lòng hang rất rộng và có nhiều nhũ đá với hình thù kỳ lạ. Nằm chính giữa hang là một tấm nhũ đá cao 1,5 mét, rộng 2 mét, có hình thù giống như một ông Bụt hiện ra trong một không gian huyền ảo lung linh. Cho một tương lai tươi sáng, giới thiệu Nankit 4, một đột phá khoa học từ Nestle Thụy Sĩ với lợi khuẩn Bifidus BL cùng các dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường sức đề kháng. Nankit 4 bảo vệ khỏe mạnh, bừng sáng tương lai. Oxy Deep Wax, sức mạnh vượt trội mới. Than đen siêu nhỏ, sạch bay bẩn. Tàu biển da cực nắng, hàng tốt sáng tốt siêu sáng. Chuẩn đẹp trai phải thế. Oxy. Thưa quý vị, như vậy là ô chữ của chúng ta ở vòng chương trình thứ nhất đã không được giải bởi 3 người chơi. Điều đó đồng nghĩa với việc là ở vòng này không có ai thắng cả. Xin chúc cả 3 người chơi sẽ may mắn ở những hội tiếp theo. Và ngay sau đây sẽ là vòng chương trình thứ hai trong chiếc đón kỳ diệu. Đây là hai ô bí mật, trong đó có một ô 3 triệu đồng, ô còn lại là ô mất điểm. Tôi sẽ đặt hai ô bí mật này lên hai vị trí của chiếc nón. Và như vậy là vòng quay đã sẵn sàng. Cô Dung chúng ta người chơi sẽ có những lượt quay đầu tiên ở vòng chương trình thứ hai. Trước khi mà cô tham gia chương trình thì chúng tôi thấy là cô có chia sẻ đêm qua cô mất ngủ vì hồi hộp quá đúng không ạ? Đúng. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn còn hơi hồi hộp. Hơi hồi hộp. Cho cảm nhận là cô Dung vẫn hơi run một chút đúng không ạ? Cô Dung. Cô cứ bình tĩnh. Chúc cô tự tin ạ. Bởi vì chúng ta sẽ còn rất nhiều các lần quay và phải thật sự tỉnh táo để đoán được cái ô chữ của chương trình. Cô Dung có chia sẻ với chúng tôi là thời gian rảnh rỗi thì cô vẫn thường lên Facebook để tâm sự này rồi giao lưu trò chuyện với bạn bè. Ở lớp tuổi này mà cho thấy cô vẫn có thể yêu công nghệ như vậy là khá hiếm đấy. Cô không biết là cô lập Facebook lâu chưa cô? Cô lập Facebook được hơn một năm rồi. Mà cô là vào chậm vì nhóm của cô là cô học trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Vâng. Mà thành viên của nhóm cô là lên 108 bạn, toàn là cùng khóa với chúng cô. Ồ, thế là hàng ngày bọn chúng tôi là giao lưu ở trên Facebook, rồi là tổ chức những buổi liên hoan du lịch, đi du lịch. Gọi chung là offline đi đúng không ạ? Không hiểu là với lứa tuổi của cô Dung thì cô sử dụng Facebook như thế nào hay là các trang mạng xã hội như thế nào, nhưng mà tôi thấy là có nhiều bạn trẻ trước khi đi ngủ là cũng phải Facebook. Sau đó sáng mở mắt ra chưa làm gì cả, mắt vẫn còn đang nhắm lại thì đã sờ điện thoại lại vào Facebook để xem là ảnh có bao nhiêu like này, rồi là xem có ai comment gì không. Cô thì chỉ lên một ngày 3 lần, nhưng ban ngày thôi. Vâng. Cứ một ngày lướt được 3 lần, xem các bạn đi chơi đâu thì để mình cũng được ngắm cái cảnh, ví dụ các bạn đi đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, vâng, Quảng Nam gì đấy, thế hay là vừa đi hồ núi Cốc chúng tôi, vâng, đi. Thế rồi các bạn đi nước ngoài, đi du lịch nước nào thì chúng tôi lại có hình ảnh của cái nước đấy. Vâng, đó là coi sự như chia chúng sẻ đúng không ạ? Chia sẻ qua màn, coi như qua màn ảnh nhỏ. Vâng, rất là tiện và đôi khi là chúng ta không phải nhấc điện thoại lên gọi xem là bạn bè của chúng ta đang ở đâu rồi đang ở đâu. Và qua Facebook thì chúng ta có thể hàng ngày theo dõi họ. Thế không hiểu là từ khi đến với trường quay của Chuyện Nói Kỳ Diệu thì cô đã đưa cái ảnh nào lên Facebook chưa? Cô đưa nhiều lắm. Từ nãy đến giờ rồi ạ?
cô check in là tại trường quay luôn đúng không? À không, từ lúc chơi này cô chưa. À thế chắc chắn là lát nữa thì cô nhớ là cháu này rồi là cô Anh Long rồi là bạn Vân nữa, chúng ta sẽ phải làm một kiểu ảnh để đưa lên mạng xã hội để bạn bè cô biết là ô. Các bạn cô đã mang iPad đi hôm nay là chụp để đưa lên Facebook luôn. Bây giờ các bạn ngồi dưới kia là có lên Facebook rồi đấy. Coi như là ngay lại chỗ. Vâng. Không khác gì chuyển động 24 giờ. Là cập nhật tin nóng đấy đúng không? Tin nóng tốt luôn, đưa ngay luôn. Xin cảm ơn cô Dung rất nhiều. Xin chúc cô Dung và hai người chơi chúng ta sẽ tiếp tục thành công trong việc khám phá ô chữ của chúng tôi, không giống như là vòng chơi chính thứ nhất đúng không ạ? Và sau đây sẽ là vòng chơi chính thứ hai của chương trình. Ô chữ của chúng tôi ở vòng chơi này gồm có 10 chữ cái. Xin mời. Đây là loài động vật quý hiếm ở Australia. Xin mời cô Dung. Tôi xin đoán chữ ớ. Có một chữ ớ. Ba phân biệt. Tôi xin đoán chữ u. Có hai chữ u. Tôi xin đoán chữ M. Có một chữ M. Tôi đoán chữ G. Có chữ G. Có hai ô bí mật ạ, một ô là ô mất điểm, ô còn lại là ô 3 triệu đồng. Tôi xin khám phá ô bí mật. Và cô quyết định là sẽ khám phá ô bí mật này đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì đang ẩn chứa sau ô bí mật này. Ô này là ô mất điểm. Ô 3 triệu đồng là ô này ạ. Và như vậy là số điểm mà cô Dung đang có là 1.900 điểm. Tôi xin đoán chữ N. Có một chữ N. Ba chữ N. Tôi xin đoán chữ G. Có một chữ G. Đến với phần thưởng của chúng tôi. Đầu tiên là một bản đồ Hà Nội trị giá 10.000 đồng. Và tiếp theo phần thưởng là 1 kg cốm khô đặc sản của Hà Nội trị giá 250.000 đồng. Và món quà thứ ba trị giá lên tới 700.000 đồng. Là một tour du lịch Hà Nội. Bạn thích món quà nào? Tôi là người rất là yêu Hà Nội, phù hợp với sở thích của mình là thích đi du lịch. Chúc bạn sẽ bắt được món quà mà bạn yêu thích. Phần thưởng là một tour du lịch Hà Nội trị giá 700.000 đồng. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là may mắn đã mỉm cười với bạn Vân. Bạn đã chắc chắn có một tour du lịch tham quan Hà Nội 700.000 đồng rồi. Chúc bạn sẽ có một chuyến du lịch thật thú vị khi đến với những địa danh nổi tiếng của Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vòng quay. Xin mời bạn. Tôi xin đoán chữ ơ. Không có chữ ơ. Lượt chơi đến với cô Dung, xin mời cô. Bảy chữ điểm.
Tôi xin đoán chữ H. Có một chữ H. Ba chữ điểm. Tôi xin bạn đoán chữ S gì? Không có chữ S gì. Xin mời anh Long ạ. Một nghìn điểm. Xin mời chữ T. Có một chữ T. Nhân đôi. Tôi xin đoán chữ ớ. Không có chữ ớ. Xin mời bạn Vân. Ba trăm điểm. Tôi xin đoán chữ y ngắn. Không có chữ y ngắn. Cô Dung ạ, cô sẽ quay tiếp. Một nghìn điểm. Tôi xin đoán chữ B. Có một chữ B. Còn lại một chữ cái nữa thôi. Cô sẽ giải ở chữ này luôn hay là chúng ta sẽ quay tiếp ạ? Hiện nay cô Dung đang có là 1.700 điểm. Cô giải ở chữ này luôn. Vâng, xin mời cô. Hang bút. Hang bút. Rất đáng tiếc không chính xác. Và xin mời anh Long, anh sẽ quay tiếp. Tôi xin đoán chữ ô. Không có chữ ô. Như vậy là cả anh Long và bạn Vân đều đang có hai lượt trả lời liên tiếp không chính xác. Xin mời bạn Vân. Năm trăm điểm. Tôi xin đoán chữ o. Chữ o. Không có chữ O. Và như vậy là bạn Vân sẽ không còn quyền để giải ô chữ này. Cơ hội quay trở lại với anh Long. Ô vật thưởng xin chúc mừng anh Long. Và là hai món quà, đó chính là một cân cốm khô đặc sản của Hà Nội và một bản đồ Hà Nội. Xin mời anh sẽ lựa chọn một trong hai món quà này. Đó là gì ạ? Bản đồ Hà Nội. Chúc mừng anh Long. Và bây giờ anh sẽ quay tiếp để chúng ta đoán ô chữ cái cuối cùng. Bảy trăm điểm. Tôi xin đoán chữ Á. Chữ Á không có trong ô chữ này. Và như vậy là cả ba người chơi của chúng ta đã không còn cơ hội giải ô chữ nữa rồi. Chỉ còn lại một chữ cái nữa thôi. Và chúng ta sẽ cùng chờ quý vị khán giả xem họ giải ô chữ này là gì nhé. Xin mời một quý vị khán giả. Xin mời bạn. Tôi xin đoán chữ này là hang bụt. Hoàn toàn chính xác. Hang bụt là đáp án của chữ này. Xin mời bạn sẽ giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Anh Tú. Tôi hiện đang công tác tại Sài Gòn và lần này ra đây cổ vũ cho anh Long ạ. Và xin chúc mừng bạn Tú, bạn đã giải được ô chữ ở vòng chương trình thứ nhất này. Và chúng tôi có một phần quà. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, giờ là lúc mà chúng ta hãy bỏ công việc, sự bận rộn sang một bên. Và hãy thật sự thư thái để những vòng quay của chúng tôi cuốn quý vị vào những điều bất ngờ. Chúng ta hãy cùng khám phá những thông tin thú vị. Và hãy cùng với chúng tôi bắt đầu chiếc đón kỳ diệu. Xin mời chào mừng. Ngay sau đây sẽ là vòng đón nhanh thứ nhất của chương trình.
Người chơi nào trả lời chính xác vòng đoán nhanh này sẽ có được 500.000 đồng. Và thưa quý vị, ô chữ ở vòng chơi đầu tiên gồm có 32 chữ cái. Xin mời. Đây là câu thành ngữ. Chữ cái đầu tiên đó là chữ Á. Đây là câu thành ngữ. Đây là câu thành ngữ. Anh Long, ăn một mình đau tức là một mình cực thân. Hoàn toàn chính xác ạ. Ăn một mình đau tức là một mình cực thân. Đó đáp án của mình thôi. Xin chúc mừng anh Long, anh đã giải được ô chữ đầu tiên và anh vừa có 500 điểm. Và anh Long sẽ giới thiệu về mình, xin mời anh. Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Đào Hoàng Long, đến từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình. Hôm nay tôi đến chương trình có một chút quà quê hương tặng hai bạn chơi và anh Thanh Tùng và cô Hồng Nhung. Ồ, ngay khi chương trình mới bắt đầu thôi đã quà rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Đây là máy sấy của quê hương. Cảm ơn anh Long rất nhiều. Và tiếp theo chúng tôi xin mời bạn Vân. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Nguyễn Hạnh Vân, là giảng viên bộ môn Hán Nôm tại khoa Ngữ văn trường Đại học Tây Bắc. Hôm nay tôi đến với chương trình, tôi có môn mang đặc sản Tây Bắc đến để dành tặng cho anh Thanh Tùng, chị Hồng Nhung và hai cô chú cùng chơi ạ. Mong quý vị khán giả cổ vũ cho cả ba người chơi chúng tôi. Ồ, lại đến nhận quà tiếp. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tiếp theo chúng tôi xin mời cô Dung ạ. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay đến với chương trình tôi thật sự là rất là bồi hồi xúc động. Được lúc nhận được tin là được thi Chiếc Nón Kỳ Diệu là tôi thao thức không ngủ được. Xin trân trọng gửi lời chào chúc chương trình Chiếc Nón với bao bạn bè. Chúc vui khỏe, chúc thành công, chúc cho Chiếc Nón không ngừng vòng quay. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn. Và thưa quý vị, như vậy là trong ít phút vừa rồi chúng ta đã vừa được làm quen với cả ba người chơi. Chúng tôi xin chúc ba người chơi sẽ thật may mắn và nắm bắt được cơ hội trong chương trình ngày hôm nay, để khi tạm biệt chúng tôi ra về thì ai cũng có tiền thưởng cả. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng đoán nhanh thứ hai. Và người chơi trả lời chính xác ô chữ của chúng tôi sẽ có được 1.000 điểm. Ô chữ trong vòng đoán nhanh thứ hai gồm có 28 chữ cái. Xin mời. Đây là câu thành ngữ. Chữ cái đầu tiên, chữ N. Đây là câu thành ngữ. Đây là câu thành ngữ. Tất cả các chữ cái đều mở hết rồi ạ. Xin mời bạn Vân. Em sẽ trả lời là nhân hậu tại mạo, trắng gạo ngon cơm ạ. Xin chúc mừng bạn. Nhân hậu tại mạo, trắng gạo ngon cơm. Xin chúc mừng bạn Vân. Và như vậy là bạn đã vừa có được 1.000 điểm. Và bạn Vân chính là người chơi sẽ có những lượt quay đầu tiên trong vòng chương trình thứ nhất của chúng tôi. Bạn Vân là bạn học ở Hà Nội, quê hương của bạn ở Hòa Bình. Và vâng, bạn lên Sơn La để làm việc. Vâng. Vì sao thì bạn lại có sự di chuyển thế này? Bởi vì là khi em tốt nghiệp thì em có một cái duyên rất là lớn đối với Tây Bắc ạ. Anh đến với Tây Bắc, anh có thể đến thăm chợ Tình Mộc Châu, nhà tù Sơn La, hay là có thể đến tham quan trường Tây Bắc của em ạ. Sắp kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Tây Bắc thì em lại được đứng ở trên sân khấu này để nói về cái ngôi trường em đang làm ạ. Và như vậy là từ Tây Bắc đúng không ạ? Bạn đăng ký Chiếc Nón Kỳ Diệu và bạn đã vâng có cơ hội tham gia. Vâng. Đây là lần đầu tiên bạn tham gia Chiếc Nón Kỳ Diệu nhưng mà lại thực ra là đã chơi nhiều lần rồi, như thế nào? Hồi bé ạ, em với lại các em của em thì thường hay vẽ những cái hình tròn ở trên đất và ghi các điểm số. Và dĩ nhiên là trò chơi trẻ con thì sẽ không có là mất điểm với lại mất lượt ạ. Nên là chúng em tham gia thì ai là người đoán đúng ô chữ thì sẽ là người đa phần là được giải thưởng hết ạ. Vâng, và lúc chơi đấy thì tại vì em là người lớn nhất nên là em đa phần thì em cũng được khoảng 2/3 giải thưởng đấy ạ. Tức là em đã chơi rất nhiều lần trò chơi hồi bé rồi ạ. Nhưng mà đó là những trò chơi mà không có ô mất điểm mất lượt. Vâng. Và hôm nay khi bạn trở thành người chơi của chúng tôi thì bạn sẽ có cảm giác trải qua những cái lúc hồi hộp đến với ô mất điểm mất lượt.
và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều này xem thế nào nhé, bởi vì là chưa khởi động vòng quay đầu tiên mà. Vâng, chúc bạn sẽ may mắn. Và ngay sau đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng với ba người chơi đến với vòng chơi chính thứ nhất. Dầu vàng sò tua gan, không chất tạo màu, không chất bảo quản, giàu vitamin E tự nhiên, giữ trọn vẹn hương vị món ăn. Vạn thọ tường ngang, ấm áp hạnh phúc gia đình. Ô chữ của chúng tôi gồm 7 chữ cái. Xin mời. Đây là khu du lịch sinh thái, hiện đã được phát hiện và đánh giá là một trong những xuyên thủy động đẹp nhất hiện nay. Xin mời bạn Vân. Điểm. Em xin đoán chữ A. Có một chữ A. Đây là vai trò của kẽm đối với khả năng đề kháng với sức khỏe của con người. Xin mời anh Long. Nhân đôi. Tôi xin đoán chữ H. Có một chữ H. Và bây giờ anh đang có cơ hội để khám phá một trong bốn hộp quà phía dưới kia của chúng tôi. Đổi hay không đổi? Không biết được trong cái vai trò của kẽm đối với sức khỏe như thế nào. Vâng. Mà muốn hồi hộp một chút. Vâng, tôi xin đổi. Tức là anh muốn trải nghiệm một cảm giác khác của chương trình đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, xin mời anh. Anh đang đứng rất gần bốn hộp quà rồi và bây giờ anh sẽ cho tôi biết là anh lựa chọn hộp màu nào ạ? Thực ra là màu yêu thích của tôi là màu đen và màu trắng. Ở đây không màu trắng. Vâng, trong chương trình thì không nói là không bảo đen. Thôi tôi xin chọn màu trắng. Màu yêu thích đấy. Vâng, yêu thích và mang lại may mắn cho anh đúng không ạ? Vâng. Tôi sẽ mang món quà này về đặt cạnh anh Long một lát để chúng ta sẽ cùng mở ra và xem có gì bên trong. Và bạn Vân sẽ là người quay tiếp theo, xin mời bạn. Ô may mắn. Tôi muốn làm ô số 1 ạ. Xin mời chị Hồng Nhung. Đó chính là chữ T. Ba phân điểm. Tôi xin đoán chữ A. Không có chữ A. Lượt chơi đến với cô Dung, xin mời cô. Rất đáng tiếc là cô chia đôi nhưng mà không sao cả bởi vì cô vẫn chưa có điểm. Cô xin đoán chữ A. Có một chữ A. Cô có tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi không ạ? Đổi hay không đổi ạ? Không đổi. Nhưng mà chương trình xin lưu ý cô là nếu như mà cô quyết định không tham gia phần chơi này thì cô sẽ phải quay cho đến những ô chữ cái cuối cùng. Và chúng ta sẽ không được đoán tắt và đoán nhanh nữa đâu. Nhất trí. Cô quyết tâm là sẽ tham gia chơi và đồng hành cùng bạn Vân. Xin mời cô sẽ chơi tiếp. Tám chữ điểm. Tôi xin đoán chữ G. Có hai chữ G. Tôi xin đoán chữ N. Có 3 chữ N. Tôi xin đoán chữ Ư. Có 1 chữ Ư.
400 điểm. Tôi xin đoán chữ ơ. Có một chữ ơ. Một trăm điểm. Tôi xin đoán chữ L. Chữ L. Rất đáng tiếc là không có chữ L. Xin mời bạn Vân. Bảy trăm điểm. Tôi xin đoán chữ C. Có hai chữ C. Một trăm điểm. Tôi xin đoán chữ ớ. Không có chữ ớ. Được chơi, quay trở lại với cô Dung, xin mời cô. Sáu trăm điểm. Tôi xin đoán chữ y ngắn. Có hai chữ y ngắn. Bảy trăm điểm. Tôi xin đoán chữ E. Có một chữ E. Hai trăm điểm. Tôi xin đoán chữ D. Có một chữ D. Còn lại một ô chữ cái cuối cùng, cô Dung sẽ quay tiếp. Bây giờ sẽ mất hết rồi. Và lực chơi cũng sẽ nhường đến cho người bên cạnh cô, đó chính là anh Long ạ. Và chữ G, có một chữ G. Xin mời anh Long. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ C. Không có chữ C. Để chơi đến với bạn Vân. Xin mời bạn Vân. Ô thêm lượt. Tôi xin đoán chữ N. Không có chữ N. Và lượt chơi đã quay trở lại với cô Dung ạ. Xin mời cô. Một trăm điểm. Tôi xin đoán chữ y ngắn. Có một chữ y ngắn. Ô may mắn. Tôi xin chọn ô số 9. Xin mời chị Hồng Nhung ạ. Ô số 9 đó là chữ ơ ạ. Một trăm điểm. Tôi xin đoán chữ H. Có một chữ H. Hai nghìn điểm. Tôi xin đoán chữ T. Chữ T có hai chữ T. Và cô Dung đã lấy lại phong độ rồi. Cô đang tạm thời có là 4.200 điểm. Điều quan trọng là cô phải giải đúng ô chữ này cơ. Gấu túi thơm. Hoàn toàn chính xác. Gấu túi thơm. Gấu túi thơm là loại động vật có vú túi, sống trên kênh Nguyên Thủy.
là loài động vật quý hiếm ở Australia. Gấu tuyết thơm rất hiền, thân mật, trông giống như gấu con, có đôi tai lớn, mũi tẹt, không đuôi, khoác bộ lông ngắn, rậm màu nâu xám. Xin chúc mừng cô Dung và cô đã trở thành người chiến thắng ở vòng chương trình thứ hai này với số điểm là 4.200 điểm. Xin chúc mừng cô. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng chương trình thứ ba của Chúc Đón Kỳ Diệu. Con ơi, thế giới bên ngoài đâu luôn êm ái, nhưng mẹ yên tâm vì con đang được trời che trong bụng, nên mẹ chắc chắn mọi thứ chạm vào da con lần đầu cũng sẽ bảo vệ dịu êm như thế khi con chào đời. Chuẩn bị đón bé cùng dòng tã sơ sinh Huggies mới với 4 tầng thấm hút siêu mỏng bảo vệ làn da non nớt khỏi chất thải hàng ngày. Để mỗi lần chạm sẽ thật dịu êm, mẹ hứa. Dòng tã sơ sinh Huggies mới bảo vệ da bé từ những lần chạm đầu tiên. Tôi đang đứng cạnh 4 hộp quà với những màu sắc khác nhau. Trong đó thì có 2 hộp sẽ là phần thưởng tiền mặt, tổng trị giá có thể lên tới 10 triệu đồng. Và 2 hộp quà còn lại, đó là những món quà mang tính chất kỷ niệm. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng với những người chơi, nếu như họ đồng ý khám phá thì chúng ta sẽ khám phá từng hộp quà một. Còn bây giờ tôi sẽ quay trở lại vị trí của mình để bắt đầu phần chương trình thứ hai. Hiện nay thì cô Dung đang tạm thời dẫn đầu với 4.200 điểm. Anh Long đang có là 500 điểm, còn bạn Vân là 1.000 điểm. Ở vòng chơi này anh Long sẽ là người mở đầu ạ, có những vòng quay đầu tiên. Anh Long có chia sẻ với chúng tôi, anh là người rất nóng tính nhưng mà rất mau quên. Đúng rồi đấy ạ. Vâng. Tại vì là khi có một cái sự việc gì xảy ra, tôi có thể nóng lên nhưng sau đó là quên hết. Thế bây giờ có đang nóng không ạ? Bây giờ nói chung là bị ánh đèn nóng thôi. Thích nghe nhạc không lời về đêm. À, cái này tôi phải hỏi anh Long này. Có những người thích nghe nhạc không lời về đêm bởi vì họ cảm thấy là khi nghe nhạc họ dễ ngủ. Nhưng mà cũng có những người thì trong một cái không gian có một mình nghe nhạc không lời thì họ lại suy ngẫm lại những cái điều đã qua. Anh thuộc trường hợp nào? Tôi ở trong cái trường hợp là ban ngày làm việc bận rộn, ban đêm thư giãn để cho đầu óc thoải mái, sáng mai lại tiếp tục công việc tốt hơn. Vâng, tức là cho dễ ngủ ấy ạ. Cho dễ ngủ đấy. Vâng, và cũng để đôi khi là chúng ta ném bỏ đi tất cả những cái nóng nảy hay là bực tức, đúng không ạ? Để chìm vào giấc ngủ thật ngon. Chính xác. Yêu thích chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Anh thì là khác một số người tôi biết, bởi vì có những người là rất thích chương trình nhưng mà không dám tham gia chơi. Còn anh thì thích nhưng mà lại thích cả chơi nữa. Bản thân ngày xưa mình cũng là vận động viên. Vâng. Cũng đi thi đấu nhiều. Nhưng mà cái thi đấu nó ở ngoài sân nó khác với lại trên này. Mình muốn trải nghiệm xem là đứng trước khán giả mọi người thân thiện hơn. Tại vì trong thi đấu thì có đối thủ, có đồng đội. Nhưng đây là toàn mà anh em, bạn bè và khán giả thân thiện. Mình muốn xem cái trải nghiệm đấy nó như thế nào. Khi mà anh đứng cạnh bạn Vân với cả cô Dung thì anh coi hai người chơi còn lại này là đối thủ hay là đồng đội? Ở nhà thì mình cứ nghĩ là ước gì mình được đứng giữa. Thì đúng hôm nay là làm sao để bắt thăm đúng. Bắt thăm đúng. Vâng, đúng luôn, chung một anh trước tiên. Nên là đứng bên cạnh chị và cô giáo thì cảm giác mình được vững tin hơn. Tại vì là hai người phụ nữ thì các cụ thường nói là một nửa của đàn ông. Đây mình có hai rồi, nên đâm ra là chắc là mình phải tốt lắm. Vâng, lại hai thế hệ khác nhau nữa đúng không ạ? Một bên truyền niềm tin, một bên truyền sức trẻ. Nên là anh sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Tự tin. Vậy để chúc anh là với cái sự tự tin đó của mình thì sẽ có được những mức điểm và khám phá được ô chữ tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng chơi chính thứ 3 thưa quý vị. Ô chữ của chúng tôi có 17 chữ cái. Xin mời.